Dạ vâng, xin chào anh chị. Chúng ta lại gặp nhau trong video lần này của công ty Thảo Dược số 1, Lam Dược Nguyễn Thi. Anh chị thân mến, đây là một bệnh nhân bị hắc lao, cháu 16 tháng tuổi. Mẹ cháu có gửi video trong quá trình điều trị bằng cái sản phẩm đặc trị bệnh hắc lao, lác đồng tiền, Nguyễn Thi đơn vị chúng tôi. Thì như anh chị quan sát trên video, cái biểu hiện của căn bệnh hắc lao là có các cái mụn nước đỏ như này. Đó, chúng ta có thể thấy này, nó hình tròn hoặc rải rác nhé. Ở đây thì nó mọc rải rác. Thì mẹ cháu có đang dùng cái sản phẩm đặc trị hắc lao của bên đơn vị chúng tôi. Đó. Có lẽ là mẹ cháu vội quá nên là quên cách sử dụng, đó là dùng cái bông y tế để thấm thuốc vào bôi. Nhưng ở đây chắc cháu bé nó đang rất là nghịch. Trẻ em rất là hiếu động nên là khi bôi thì chúng ta cũng lựa cái thời điểm bôi để các cháu nó không quá sợ khi bôi thuốc. Đó. Thì một số các cái hình ảnh nhạy cảm về cháu bé thì tôi có thể che kín đi, chỉ để lại cái phần mà chúng ta bôi thuốc thôi. Đó. Đấy, mẹ cháu đang bôi này. Đấy, anh chị có thể để ý kỹ này. Cái vết hắc lao nhìn rất là rõ ràng, nó nổi gân lên này. Đó, mẹ cháu đáng ra là phải lấy cái bông y tế bôi, nhưng mẹ cháu chấm trực tiếp lên da. Điều này tuy không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng mà thứ nhất là tốn thuốc, thứ hai là bôi nó không hiệu quả bằng một cái lớp bông nhỏ chúng ta bôi vào mông. Thì nó sẽ bôi được đều hơn vào cái vết bệnh. Đó. Đây là cái đoạn video ngày thứ nhất sử dụng cái sản phẩm đặc trị hắc lao. Đó, hắc lao thì nó xảy ra ở nhiều đối tượng, trẻ em, người lớn đều có. Như cụ thể trong video này là cháu bé 16 tháng tuổi đây. Đây là ngày thứ nhất bôi thuốc này. Đây là đoạn video ghi lại quá trình bôi thuốc đặc trị bệnh hắc lao của bên Thảo Dược Thuốc Lam Nguyễn Thi. Thì đây là ngày thứ hai, thì anh chị nhìn thấy các cái mụn nước đã lặn hết, đã xe lại, đóng vảy lại. Chúng ta nhìn kỹ không ạ? Anh chị có thể để ý kỹ này. Đấy, cái vết bệnh nó không còn sưng đấy. Nó không còn đỏ như hôm trước nữa. Đây mới chỉ là ngày thứ hai. Rất là tuyệt vời. Cái sản phẩm này rất là hiệu quả anh chị nhé. Tại vì là có khá là nhiều người, nhiều anh chị có phản hồi cho nhà thuốc chúng tôi với nội dung là anh hãy lêu, hãy đưa ra các cái bằng chứng để chứng tỏ là thuốc hiệu quả, bởi vì người ta mới sử dụng lần đầu thì cái điều không tin tưởng là điều tất nhiên. Thì rất là khó, tại vì là có những người người ta dùng khỏi bệnh rồi thì người ta cũng ít gửi cái phản hồi lại. Cũng có nhiều người người ta rất là ngại, bởi vì là cái bệnh hắc lao là căn bệnh mà nó rất là tế nhị. Đây là ngày thứ 3 anh chị nhé, gần như là đã khỏi rồi. Đó, ngày thứ 3 là gần như là khỏi rồi. Chỉ còn lại những cái chấm đen thôi. Chấm đen này thì chúng ta ngừng thuốc độ khoảng 3 đến 4 tuần thì nó tự mất. Rất là hiệu quả. Và nếu anh chị nào có quan tâm đến cái thuốc đặc trị căn bệnh khác nào, lác đồng tiền, thì có thể liên hệ với lại đơn vị chúng tôi qua số điện thoại 0982 957 282 hoặc số điện thoại ghi trên màn hình. Nếu mà người nhà anh chị hoặc là có các cháu nhỏ thì chúng ta hãy nhanh chóng chúng ta đặt thuốc về cho người nhà, cho các cháu nhỏ, cho bạn bè người thân được dùng, bởi vì cái bệnh này nó ngứa ngáy, tuy không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng nó ngứa ngáy rất là khó chịu, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người bệnh. Và tôi xin tạm dừng video này tại đây. Chúc anh chị có một sức khỏe tốt. Xin chào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.